Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng, nguy hiểm ở Trung Đông. Cuộc họp diễn ra theo đề nghị của Iran và được Nga, Trung Quốc và Algeria ủng hộ. Theo các quan chức Liên Hợp Quốc, các vụ tấn công xảy ra mấy ngày qua cho thấy sự leo thang nhanh chóng và nguy hiểm trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở Gaza. Cuộc chiến vốn đã khiến trên 38.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 88.000 người khác bị thương và khoảng 90% dân số giải đất này bị mất nhà cửa các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng khẳng định tính cấp thiết phải hạ nhiệt tình hình, đạt được lệnh ngừng bắn và triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang toàn khu vực. Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý tới tác động của giao tranh gây ra cho dân thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, các nhân viên nhân đạo và nhà báo. Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Stefan Judaric cho biết, người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá các vụ tấn công tại Nam Beirut, Liban và Tehran, Iran cho thấy một sự leo thang xung đột đầy nguy hiểm trong khu vực.